Và tối qua 29 tháng 9 tại nhà văn hóa lao động Cần Thơ, công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ tổ chức đêm hội trăng rằm Tết Trung thu và trao học bổng quỹ tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ cho con em của đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trung thu năm nay, công đoàn viên chức thành phố tổ chức trao hơn 48 triệu đồng học bổng từ quỹ tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ và 263 phần quà Trung thu, tổng số tiền trên 93 triệu đồng. Tại chương trình, ban tổ chức trao 100 phần quà cho các em thiếu nhi và trao đại diện 10 em học sinh vừa khó nhận học bổng. Trong đêm lễ hội, các em thiếu nhi còn tham gia trò chơi dân gian, rước đèn